Nhắc đến đôi nghệ sĩ Linh Tâm Cẩm Thu, nhiều khán giả yêu cải lương vẫn tiếc nuối khi anh chị đổ vỡ hạnh phúc. Khi kết hôn, Linh Tâm nghĩ không bao giờ nghĩ tình cảm của anh và Cẩm Thu sẽ đứt gánh giữa đường. Họ đã chung sống với nhau gần 30 năm, nhưng chuyện đời không ai ngờ được, đến một bước ngoặt nào đó sẽ không vượt qua nổi. Đến giờ anh vẫn nghĩ khó tìm được người phụ nữ nào hết lòng hết dạ vì chồng như Cẩm Thu khi ly hôn linh tâm ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng không mang theo bất kỳ một tài sản nào một đồng cũng không lấy lúc đó anh nghĩ điều mà đàn ông mang lại cho phụ nữ chính là hạnh phúc không làm được việc đó cho vợ nên anh phải có trách nhiệm cuộc sống của vợ tài sản kiếm được kha khá anh để lại cho cảm thu nuôi dưỡng các con trước khi gia đình tan vỡ linh tâm đã nghĩ đến việc sang mỹ hoạt động vì có thể đem nghệ thuật cải lương giới thiệu cho nhiều người biết đến không muốn bị giới hạn việc diễn xuất quanh quẩn ở Việt Nam nên đã tận dụng cơ hội tìm hiểu nhiều điều và lưu diễn khắp nơi. Mặc dù khi ấy ở Việt Nam, Linh Tâm thuộc dạng nghệ sĩ nhiều show và kiếm được thu nhập khá ổn định. Hiện tại, nghệ sĩ Linh Tâm đã có gia đình riêng. Anh chia sẻ, bà xã là người miền Tây và thích nghe tôi hát từ khi cô ấy mới 10 tuổi. Tôi gặp vợ thứ hai ở Mỹ, trong giai đoạn thấy cần tạo lập cho mình một cuộc sống mới. Chúng tôi xin hai bé gái xinh xắn, hai đứa con của tôi với cảm thu cũng rất yêu thương những đứa em này. Ở Mỹ, tôi và vợ cũ thường xuyên tái ngộ trên sân khấu, trong hiện tại của cô ấy cũng rất thích cải lương. Tinh tâm, tên thật, võ văn tâm. Từ năm 7 tuổi, nghệ sĩ được cậu ruột là nhà công dạy làm quen với đờn ca tài tử, dòng ca khỏe khoắn, vẻ điển trai của cậu bé tâm, khiến nghệ sĩ Ánh Loan, cụ diễn viên đoàn Kim Cương chú ý. Ta nhận Văn Tâm làm con nuôi, đặt nghệ danh là Linh Tâm và hết lòng truyền dạy nghề hát cho anh. Tình yêu với nghề diễn bắt đầu từ đó, đến một ngày đam mê nghề hát đủ lớn, anh cãi lời bố mẹ, kiên quyết không theo học ngành luật mà rẽ sang làm diễn viên của đoàn Văn Công An Giang. Đến khi được mời về đoàn Sông Hàng, đóng cặp với Cẩm Thu, tên tuổi của Linh Tâm được thực sự tỏa sáng, anh nổi tiếng với vai phản diễn trong các vợ. Dụ áo bùi đời, đèn khuya, tướng cướp bạch hải đường, người không cô đơn Đầu thập niên 1980, Linh Tâm Cẩm Thu là một trong những cặp đào kép tạo nên cơ số vé ở các điểm diễn miền Tây. Họ kết hôn năm 1982 và gắn bó với nhau hơn 30 năm thì chia tay. Trước khi đóng vai Sở Khanh, Linh Tâm cũng là một kép mùi. Bước ngoặt khiến anh đến dạng vai phản diện là từ khi đóng biện Lý Hạnh trong vở ở ngoán Giang Hồ. Đây là kẻ cơ hội, lợi dụng quyền hành đội trắng thay đen, làm người vô tội trở thành tù nhân khổ sai. Sự thành công của nhân vật Nghệ sĩ Linh Tâm kể lại Tôi nhớ lần tôi cùng anh Vũ Linh xuống Cà Mau diễn Khi chúng tôi vào quán ăn gặp một người bán vé số người đó mời từng khách mua trừ tôi vũ linh ngạc nhiên hỏi họ nói hôm qua tôi xem thấy thằng cha ấy xô anh xuống vực thẳm mời gì mà mời lúc sang mỹ tôi ở nhờ một gia đình họ cũng mê cải lương. Bà chủ không bao giờ xuất hiện khi có mặt tôi. Ông chủ nhà bảo mỗi lần bà ấy mở tivi lên, thấy tôi là tắt. Nhiều lúc tôi bị ghét đến nỗi tuổi thân. Bù lại, tôi tìm được niềm vui là thể hiện vai thành công, khiến người ta không phân biệt được đâu là diễn viên, đâu là con người thật của mình.